Sau khi thu hoạch lúa, nông dân xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh thuê máy cuộn rơm. Nhiều thửa ruộng mưa dông, lúa ngã đổ, thu hoạch đã khó, việc lấy được rơm khó hơn. Có máy cuộn rơm nên thuận tiện hơn nhiều. Bữa nay là thứ nhất tiện cho nông dân là không bỏ cái công cuốn đó. Cuốn rất tiện lợi mà đưa về là cục đây là nhiều anh lãnh làm một cái giòn dấu, lãnh chắc lên nó cũng gọn nhẹ xí. Một sào ruộng trong vụ đông xuân thường thu được 15 cuộn rơm. Còn vụ hè thu, trời mưa dông lúa ngã đổ thì cuộn được từ 10 đến 12 cuộn rơm. Các chủ máy cuộn tính tiền công bằng cuộn rơm. Vô đây mua rơm mà ấy là mình mua rồi thuê má cuốn trên bả ngọn trên một bó. So với nông dân thì bây giờ mình coi giấy quá thì mình làm giấy thì nó tiện, nó rút ngắn thời gian cho khỏe cho người nông dân. Máy cuộn rơm là sự cải tiến từ máy cày, máy gặt. Nhờ có máy móc giúp giải phóng sức lao động của con người. Đặc biệt trong thời điểm mưa dông như hiện nay, máy cuộn rơm càng có hiệu quả.